Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món tôm rang me. Về nguyên liệu, ở đây thì mình dùng là khoảng 400 g tôm. Thì mình đã làm sạch rồi nè các bạn. Mình cắt đầu nó như thế này. Có thể là mình cắt cái phần chân cũng được nha, tùy theo các bạn. Mình có là khoảng 30 g me. Nếu như các bạn ăn chua nhiều thì mình dùng me nhiều nha. Khoảng 2 muỗng canh tỏi băm và bột khoai tây. Không có bột khoai tây ấy, thì các bạn dùng bột năng hoặc là bột bắp đều được hết nha. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Ở đây thì mình sẽ có là 100 ml nước nóng. Mình cho me và mình ngâm nha. Rồi mình để nó qua một bên nha. Mình sẽ cho bột khoai tây vào. Cái này thì mình nhắm chừng thôi, nhưng mình thấy nó áo đều là được nha các bạn. Mình lấy cái bọc thực phẩm á, mình đậy nó lại. Mình lắc lên cho nó đều. Cho nó áo đều như thế này nha các bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi chiên. Dầu nóng rồi mình sẽ cho tôm vào nha. Các bạn chiên với lửa lớn hoặc lớn hơn lửa vừa nha, tại tôm nó cũng nhanh chín lắm. Ban đầu thì nó sẽ hơi văng chút xíu các bạn, một hồi là nó hết văng rồi. Tại vì mình cắt cái đầu tôm á, nó còn cái gạch đó, nó văng nước ra. Nó mình chiên chút xíu một hồi là nó im re rồi, nó hết văng rồi. Nó vàng rồi mình vớt ra nha các bạn. Thấy được rồi nè. Nhanh lắm, nó nhanh chín lắm. Cái loại mình chiên lâu quá tôm nó khô quá, không ngon. Vừa vàng giòn là được nè. Chiên tôm á, thì do cái phần gạch á, nó tươm ra các bạn, nên cái dầu của mình nó nhanh dơ lắm. Nó nhanh bị đen đó. Mình cho một ít dầu ăn vào chảo nha các bạn. Mình cho tỏi vào, phi cho nó vàng thơm. Khi tỏi bắt đầu vàng rồi mình sẽ vớt tỏi này ra nha các bạn. Mình vẫn dùng lại cái chảo này, mình cho phần nước me vào. Mình sẽ lấy hạt luôn nha, tại nó một ít thôi mình khỏi bỏ. Tùy theo me nha các bạn, me này của mình nó chua lắm, do đó mình dùng khoảng 30 g mà. Còn me các bạn ít chua thì mình dùng nhiều hơn nha. Mình cho trước vào đây một muỗng canh đường, nửa muỗng canh nước mắm. Một muỗng canh tương ớt, nó sẽ giúp cho màu đẹp nha. Với lại cái sốt me của mình thì nó sẽ sánh hơn. Về gia vị thì các bạn nêm cái này chua chua ngọt ngọt là được nha. Các bạn điều chỉnh lại. Rồi mình sẽ nấu cho cái sốt me này nó hơi keo keo lại, rồi mình mới cho tôm vào. Tại vì cho vào sớm quá tôm nó nhanh mềm lắm. Mình thấy nó keo như thế này là được nè. Nó sệt sệt, rồi mình sẽ cho tôm vào. Mình để lửa vừa thôi, mình đảo đều lên. Đảo đều lên cho nó áo đều lên là được nha, chứ không có rang lâu trên bếp nha các bạn. Có thể mình để lửa hơi lớn một tí. Rồi nó áo đều như vậy là được rồi đó. Rồi mình tắt bếp nha. Mình cho ra dĩa, sau đó mình sẽ rắc tỏi lên.
Hiện tại thì trời đang mưa nên ồn, các bạn thông cảm nha. Tỏi mình cho sao như vậy nó sẽ hấp dẫn, nó thơm hơn. Món này thì các bạn mình ăn chơi cũng được, hoặc là mình ăn với cơm đều ngon hết nha. Món tôm rang me này làm rất là nhanh gọn các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Màu sắc rất là hấp dẫn. Chua chua ngọt ngọt rất là ngon, vừa ăn các bạn. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công và nấu ăn ngon nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.